Xin chào mọi người. Vì gần đây các khách hàng đụng tay đa phần đều bị lấy sụn tay để làm mũi quá nhiều, nên phòng khám có nhập thêm một cái chất liệu mới để độn cả nền tay cho khách hàng. Tức là trước kia công nghệ độn tay chỉ độn vào trong hốc tay và nâng lên, thì có nhiều trường hợp bị sập cả vành tay hoặc là co rút như thế này nè. Thì khi mà mình nâng nền, cái phần này nó cũng sẽ không có cải thiện được mấy. Mình phải dùng HA để tiêm cấy vào, nó cũng chỉ là cải thiện một phần thôi ha, nó không có được tròn hoàn toàn ra. Thì bây giờ phòng khám sẽ nhập thêm một cái loại sụn chất liệu sinh học để độn vào nền tay cho khách, giúp cho tay của mình sẽ vẫn nhiều hơn, tròn đầy hơn và có một cái kết quả như ý hơn. Thì cái chi phí độn cho cả hốc tay và vành tay đối với chất liệu Sugiform sẽ có giá là 35 củ. Còn nếu bạn nào đã độn silicone mà chọn độn thêm Sugiform bên ngoài thì thêm 10 củ nha. Cái chi phí này là mình đang có ưu đãi, chứ còn cái giá gốc của nó là sẽ cao hơn nhiều. Các bạn muốn có một cái đôi tay vĩnh tròn đầy phú quý, tinh anh, trẻ trung á, thì hãy đặt lịch cho phòng khám để sở hữu một cái đôi tay tròn đầy hot trend nha.